Mình là đa số mà sao quả tú ở mệnh lần đầu tiên là không được vui vẻ chuyện tình cảm rồi. Đấy. Thân cư phu là hết lòng vì chồng, chồng có sao vong thần thì cũng đối xử với mình thất thường rồi. Rồi ở trên cái đất phong thủy có sao phục binh thế kia thì làm ăn nó cũng không thuận lợi rồi. Kể cả chồng, kể cả vợ đều không thuận lợi. Mình là sao thất sát ở mệnh, lại thiên thiên hình. Có hồng loan nằm cung quan lộc chiếu mệnh, thiên đi chiếu mệnh và hồng đào hoa chiếu mệnh, nghĩa là số mình là cái số đi làm nghề may là đúng rồi, nghề thì không sai gì cả, nhưng mà vì là phong thủy không tốt này đấy, rồi vận của mình chưa tốt này, từ 32 trở ra là bị vận phong binh nó cũng điền trạch nó phá, rồi vợ chồng cũng chưa hòa hợp này, nó khiến cho cái công việc của mình cảm thấy chưa được thành đạt. Thế còn làm may thì quá đúng rồi, sao thất sát không làm may thì cũng về đi làm những nghề như quản cơ khí hoặc là xây dựng thôi, mà mình là nữ thì cơ khí xây dựng nó cũng khó, nên là cứ tiếp tục làm nghề may và hóa giải những cái phần tâm linh đi để cho nó tốt, để nó đổi mệnh đi thôi, còn nghề thì không sai gì hết đâu. Ý là chị hợp với ngày mai cho thầy. Ừ, hợp nhất với nghề may đào hoa hồng loan thiên đi thất sát mà. Nè, con đang may ở công ty á. Ừ. Bên con muốn hỏi về con của con á. Ừ. Cung tử tức mà có sao thiên đồng cự môn là toàn gái, mấy đứa gái rồi? Con vừa sinh bé thứ hai gọi là gái ạ. Ừ, vậy hai gái rồi. 32, 33, 34, 35, 36, muốn đẻ con trai thì phải 5, 3, 7 tuổi. 37 ạ. 36, 36 được, 36 con trai. Chọn Mà nam. con tính không sinh nữa. À thế thôi, tại cung tử tức có sao suy thì không nên sinh nhiều lắm. Với con hỏi là chồng con ấy nhỉ, Ừ. vợ chồng con ấy Vợ chồng thì có nhìn cảm cũng nhìn thì đẹp lắm, nhưng mà mệnh có sao quả tú lúc nào cảm thấy cô đơn, vợ chồng cảm thấy nhạt nhẽo, với mình có sao quả thấy tú rồi về nhà hay cãi cọ xúc khắc, vậy phục binh nó cũng điền trạch, có chuyện gì đâu mà cũng cãi cho được. chính xác luôn. Là đất có phục binh thì bao giờ cũng lộn xộn rồi, là phải biết điều chỉnh, phải biết điều chỉnh cung điền trạch, điều chỉnh cung mệnh của quả tú, điều chỉnh cung phu có sao ông thần, đây là những ngôi sao ám tinh, để ám tinh chiếu mệnh nó giống như người ám, khiến cho mình tư duy nó không tốt thì làm sao mà thành đạt được. Hai là phong thủy là vấn đề rất là quan trọng, chưa thầy thấy ít người ở trên cung điền trạch có sao phục binh mà yên ổn đó. Nó giống như trộm trong nhà ấy. Và cái cung của mình rất là đẹp là cung thiên di có sao nghiêm sinh thiên phủ, nên số mình thì xuất ngoại thì thuận lợi hơn, nhưng mà bây giờ chồng hai con rồi xuất ngoại khó khăn, thôi cứ vui vẻ lại làm nghề may đi. Hồi nãy trợ lý của thầy có nói con ấy là hợp với nghề bán quần áo chị em ấy ạ. Ừ, thì con không lung không loanh quanh, không loanh quanh đến chuyện may mặc thì cũng đi bán quần áo thôi mà. Hay bây giờ thôi không may nữa, bây giờ mở ra kinh doanh online. Nhìn thấy cung thiên di có liêm trinh thiên phủ thì kinh doanh online có vẻ hợp đấy. Con cũng tính là con bán quần áo trẻ con như con của con mặc á. Được, chuyển sang năm. Sinh con xong rồi sang năm thì có thể đầu tư mới được, làm đi, sang năm. Sang năm con có bị vướng cái gì không thầy? Sang năm thì rơi vào cung tài bạch thì công việc có thể dịch chuyển được. Rồi sang năm có sao tiểu hao là năm bắt đầu đầu tư một chút. Rồi từ giờ đến lúc sang năm thì luyện kinh doanh online đi, phải tìm hiểu về nó đi. Chứ bây giờ mà thuê cửa hàng mà làm thì cũng dễ hỏng lắm đấy. Đấy, mình có sao phục binh nó cung điền trạch mà cái cung nô bộc của mình là phá quân hãm địa xấu kia, thuê người là khó thành công đó. Nên là tự lập tự làm tự kinh doanh nhỏ lẻ cũng được, rồi phù giúp cho chồng, bởi vì chồng là có sao từ 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 vũ khúc thiên tướng, ông chồng này là cái có cơ có khả năng giàu có được này, bởi vì cung chồng rất là đẹp, sao vũ khúc là tài năng tiền tiền thiên tướng cũng là một cái sao tài năng về lãnh đạo thiên khôi thiên hỷ, rất nhiều sao tốt đó cung chồng, nên là chồng là có tố chất giàu có. Chồng con đang làm công nhân công ty sắt thôi. Ừ.
nhưng mà còn có Dạ. tố chất giàu có hơn lá số của mình, À vậy ạ. tại mình là cung tài bạch bị hãm, cung quan lộc bị hãm, cung thiên di thì có sao liêm trinh thiên phủ đẹp thì lại gặp sao tuần. Vậy bây giờ con cần giải thế nào ạ? Quan trọng cung quả tú cung mệnh này, rồi quang thần nó cung Dạ. chồng này, đấy là những ngôi sao không Dạ. tốt. Phục binh nó cung điền trạch này, đấy là những ngôi sao có thể điều chỉnh nó đi nhá. Dạ. Dạ, với lại con của con á, sau này ở gần con hay là nên đi xa hả thầy? Cung con mà có sao thiên đồng mà cự môn hãm địa thì sẽ đi xa cha mẹ, các bạn ấy sau này sẽ không ở gần mình, không ở Buôn Ma Thuột đâu, khả năng là thành phố Hồ Chí Minh hoặc xuất ngoại thôi. Và nhìn thấy hóa lộc hóa khoa đâu, cung tử chiếu cung tử tức thì các bạn sau này rất là học hành tốt này, rồi hóa lộc là kinh doanh tốt Dạ. này, mỗi tội là còn con gái thôi chứ còn về năng lực các bạn sẽ tốt nha. À dạ. Với lại con muốn hỏi về đất đó thầy. Sau này con có đất không thầy? Hiện tại thì con chưa có. Cung điền trạch của mình thì phải tích lũy cũng dài dài, năm nay là 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 tuổi. Năm 38 tuổi. Năm 38 hoặc năm 40, 38 là năm 40 sẽ có nhà. Nhanh nhất là năm Anh 40, hiện tại năm năm 40 tuổi thì mua được nhà to hơn, có sao đại khao. Năm đấy là tiêu một khoản tiền lớn cho nhà cửa. dạ. Với lại con muốn hỏi về sức khỏe của con á. Về cung tận ách thì thầy có nhìn thấy có sao tuần đóng mà không lo, không vấn đề gì đâu. Ở trên đất phục Liên binh quan thì đến giao kiểu không thầy? ở sao thất sát thì có giao kéo, thất sát thiên hình nhưng không nặng, có sao triệt đóng bệnh rồi không lo. May mà thất sát của mình hãm gặp triệt thì Dạ. đó, ra trợ lý cái tay hướng dẫn cho thầy sửa cho nhá. Dạ, con cảm ơn thầy ạ.